Thông qua một tài nghề đặc biệt, y khoa ảo đưa bệnh nhân vào hình ảnh ba chiều, hình ảnh và âm thanh êm dịu để giúp họ cảm thấy tốt hơn và khỏe mạnh hơn. Nó có nhiều ứng dụng trị liệu. Bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu điều hành chương trình y khoa ảo tại Trung tâm Y tế Cedar Sinai ở Los Angeles cho biết. Nó đang được sử dụng cho vật lý trị liệu. Nó được sử dụng để điều trị rối loạn ăn uống, kiểm soát huyết áp cao, tâm thần phân liệt, trầm cảm, lo lắng, hội chứng ruột kích thích và còn nhiều bệnh khác nữa. Giúp các nạn nhân bị tai nạn, bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh nhân ung thư và thậm chí cả phụ nữ chuyển dạ. Và để đào tạo bác sĩ và y tá, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ gọi lĩnh vực này là thực tế mở rộng y tế và đang nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận cho bệnh nhân cũng như đo lường hiệu quả của công nghệ này. Bệnh nhân này nói rằng nó giúp ông kiểm soát cơn đau mãn tính mà ông phải chịu đựng kể từ khi điều trị ung thư cách đây vài chục năm. Giống như bạn đang ở trong rạp chiếu phim, một rạp chiếu phim tối đen, không có ai xung quanh bạn, nơi bạn chỉ có thể nhìn thấy màn hình, và nó kéo bạn vào khung cảnh ngay. Chương trình này giống như nó đưa ông đến những khung cảnh mới. Có thể là khung cảnh những con bò gặm cỏ trên cánh đồng ở vùng núi Thụy Sĩ, hay bơi cùng cá heo, hay bơi cùng một con cá voi xanh lớn. Một bác sĩ tâm thần, người phát triển các chương trình hoạt động thông qua các tài nghề tinh vi, cho biết hệ thống này cung cấp thông tin phản hồi để giúp bệnh nhân xoa dịu tâm trí và tai huấn bộ não. Tai nghe này có bộ cảm biến sinh học được cài trong đó để thu thập nhịp tim, sự thay đổi của tim, đo đồng tử của bạn, tức là kích thước đồng tử của bạn, cũng như theo dõi mắt. Ví dụ, để bệnh nhân bay qua thác nước, kiểm soát hình ảnh bằng tâm trí khi cơ thể phản ứng với trải nghiệm êm dịu. Bác sĩ Spiegel cho biết cơn đau mãn tính như của ông Tom Norris nằm trong não cũng đau như trong cơ thể. Điều có thể xảy ra là các mô thậm chí có thể lành gần như hoàn toàn, nếu không muốn nói là hoàn toàn, nhưng vẫn có cảm giác đau. Và nó gần giống như cơn đau đã di chuyển từ ngoại vi lên tận não bộ, nơi mà chính não bộ bắt đầu tạo ra cơn đau. Trong 8 đến 12 tuần tái huấn, quá trình đó có thể đảo ngược thông qua y khoa ảo. Một bác sĩ chuyên khoa cho biết đang giúp bệnh nhân với nhiều bệnh tình khác nhau.